10. Minori Hasun. Minori Hasun là một trong những diễn viên JYP được yêu thích nhất tại Nhật Bản và nhiều quốc gia châu Á khác. Mặc dù đã giải nghệ từ năm 2014, nhưng những bộ phim của người đẹp này vẫn luôn được rất nhiều người tìm kiếm. Minori Hasun sinh ngày 10 tháng 12 năm 1987, cao 1m65 với số đo 3 vòng 89, 58 và 85. Mặc dù không có vòng một ngoài cỡ, nhưng cô lại sở hữu một gương mặt xinh đẹp và phong cách diễn xuất vô cùng thu hút người xem. Đặc biệt mỗi khi vào vai, những tiếng rên rỉ và kỹ thuật diễn xuất của cô khiến bạn diễn cũng như người xem vô cùng kích thích. Minori Hasun được xem là một trong những diễn viên hấp dẫn nhất thể loại JYP không chè. 9. Suon Usunomiya. Nằm trong danh sách những diễn viên JYP không chè được yêu thích nhất, không thể bỏ qua cái tên Suon Usunomiya. Cô là một trong những diễn viên JYP sở hữu vòng một cực khủng và quyến rũ nhất. Người đẹp chính thức gia nhập lĩnh vực JYP vào năm 2014 và nhanh chóng trở thành hiện tượng trên mạng xã hội khi những bộ phim JYP không che đầu tay của cô được công chiếu. Với chiều cao 1m67, số đo 3 vòng cực chuẩn 92, 57 và 88 cùng gương mặt ngây thơ đã giúp cô nhanh chóng lọt vào top những diễn viên được săn đón nhiều nhất. Không chỉ có vậy, vào năm 2017, cô đã vượt mặt nhiều đàn chị và trở thành diễn viên JYP xuất sắc nhất, khuấy động thị trường điện ảnh tại nhiều quốc gia châu Á như Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam. 8. Ayano Nana. Ayano Nana cũng là một trong những diễn viên JYP thể loại không chè được nhiều người yêu thích tại xứ sở Phù Tang. Cô nàng gây ấn tượng mạnh với các đạo diễn JYP bởi gương mặt xinh xắn, ngây thơ nên khá phù hợp với các vai diễn học sinh sinh viên. Gia nhập vào làng giải trí JYP Nhật Bản từ năm 2014, sở hữu 3 vòng cân đối, gương mặt đáng yêu và lối diễn xuất hấp dẫn đã giúp Ayano Nana có những bước tiến lớn trong sự nghiệp điện ảnh của mình. Theo chia sẻ của rất nhiều tín đồ đam mê thể loại JYP, những bộ phim có sự tham gia của Ayano Nana không bao giờ có sự nhàm chán bởi những tiếng rên rỉ và ánh mắt quyến rũ của cô nàng xinh đẹp này khi vào vai. 7. Abe Mikako. Abe Mikako sinh ngày 21 tháng 2 năm 1991. Cô bắt đầu sự nghiệp JYP của mình khá sớm khi chỉ mới vừa đủ tuổi vị thành niên. Mikako là một trong những diễn viên không che đầu tiên tạo được chỗ đứng vững chắc trong ngành công nghiệp giải trí JYP. Cô chính là diễn viên phát minh ra nghệ thuật chuồn lưỡi trong những cảnh quay JYP vào những năm 2012. Chính vì thế, cô được người hâm mộ biết đến là một ngôi sao JYP sở hữu chiếc lưỡi điêu luyện, có thể làm bất kỳ người đàn ông nào cũng phải đầu hàng trong thời gian ngắn. Bên cạnh đó, Abe Mikako còn sở hữu thân hình quyến rũ, vòng một siêu chuẩn cùng gương mặt xinh đẹp. Cô nàng luôn biết cách tận dụng thân hình của mình bằng việc mặc những chiếc váy hoặc trang phục quyến rũ khi xuất hiện trước đám đông để thu hút sự chú ý của mọi người, đặc biệt là trước báo chí và giới truyền thông. 6. Ria Sakurai. Ria Sakurai là một gương mặt khá nổi tiếng trong ngành công nghiệp điện ảnh JYP tại Nhật Bản. Cô được người hâm mộ gọi với cái tên vô cùng dễ thương, thiên thần JYP không chè. Nhờ sở hữu vẻ đẹp tự nhiên, gương mặt thanh thoát cùng làn da trắng mịn không tì vết. Mặc dù chiều cao khiêm tốn chỉ 1m52, nhưng Ria Sakurai không hề lép vế trước những diễn viên JYP khác bởi khả năng diễn xuất vô cùng quyến rũ. Chính vì thế, các đạo diễn JYP luôn ưu ái với cô nàng diễn viên xinh đẹp này. 5. Hitomi Tanaka. Hitomi Tanaka sinh ngày 18 tháng 7 năm 1986. Mặc dù năm nay đã 36 tuổi, nhưng cô vẫn luôn nằm trong top những diễn viên JYP thể loại không chè được yêu thích nhất. Không chỉ vậy, trong sự nghiệp đóng phim của mình, cô còn sở hữu nhiều danh hiệu mà bất kỳ diễn viên JYP nào cũng mong muốn, như diễn viên JYP được yêu thích nhất năm 2019, diễn viên JYP có vòng một khủng nhất và diễn viên sở hữu gương mặt quyến rũ nhất. Đặc biệt, không chỉ nổi tiếng trong lĩnh vực JYP tại Nhật Bản, mà Hitomi Tanaka còn được đông đảo fan hâm mộ phương Tây yêu thích, đặc biệt là tại Mỹ. Có thể nói, Hitomi Tanaka là một trong những thánh nữ JYP
khi cô sở hữu nét đẹp tự nhiên, nhưng lại có số đo 3 vòng cực kỳ ấn tượng, 113, 60 và 95. 4. Megu Fujiura. Khi nói đến các diễn viên JV xinh đẹp nhất thể loại không chè, chúng ta không thể nào không nhắc đến Megu Fujiura. Cô là một trong những diễn viên JV không chỉ xinh đẹp mà còn vô cùng hài hước. Fujiura đã từng đến Việt Nam để tham dự một sự kiện đặc biệt. Và người hâm mộ Việt Nam bất ngờ bởi một phát ngôn gây sốc: không người đàn ông Việt Nam nào chịu nổi tôi quá 10 phút. Cũng từ sau phát ngôn đó, cô được nhiều người biết tới. Và cái tên Megu Fujiura luôn lọt top những diễn viên Nhật Bản được tìm kiếm nhiều nhất tại Việt Nam. Mặc dù chiều cao khá khiêm tốn, chỉ 1m55, nhưng cô nàng lại chinh phục được nhiều đạo diễn JV bởi vòng một cực khủng lên đến 103. Trước khi lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh, cô từng là một người mẫu chuyên nghiệp. 3. Rola Misaki. Thiên thần Rola Misaki là một trong những diễn viên JV xinh đẹp và đắt giá nhất tại xứ sở hoa anh đào. Cô mang trong mình ba dòng máu Nhật, Ả Rập và Nga, nên Misaki sở hữu một vẻ đẹp đặc biệt mà không một diễn viên JV nào khác có được. Vì thế, mặc dù đã 30 tuổi, nhưng cô vẫn chứng tỏ sức hút của mình bằng việc liên tục cho ra mắt những tập phim JV không che cực kỳ nóng bỏng và luôn lọt vào top các diễn viên JV nổi tiếng có doanh thu cực khủng. Không chỉ là nữ diễn viên JV nổi tiếng với chiều cao 1m72, cùng số đo 3 vòng 102, 56 và 88, Rola Misaki còn là người mẫu cho nhiều thương hiệu đồ lót nổi tiếng tại Nhật Bản. 2. Emiri Sugihara. Emiri Sugihara được ví như thiên thần của ngành công nghiệp điện ảnh JV tại đất nước mặt trời mọc. Cô sở hữu gương mặt xinh đẹp, thân hình quyến rũ và đặc biệt là vẻ trẻ trung khiến người xem phải say mê. Sugihara sinh ngày 20 tháng 4 năm 1994, đang nằm trong top những diễn viên JV trẻ đẹp nhất hiện nay. Khi chính thức gia nhập vào ngành điện ảnh JV, cô đã nhanh chóng lọt vào top những diễn viên được săn đón nhiều nhất và trở thành hiện tượng của ngành công nghiệp này. Đặc biệt vào thời điểm đó, những bộ phim có sự xuất hiện của cô luôn lọt vào top có lượt xem nhiều nhất và gây ra hiện tượng ngãn mạn không chỉ tại Nhật Bản mà thậm chí ở cả Việt Nam. 1. Nozomi Sasaki. Nozomi Sasaki là một trong những diễn viên JV xinh đẹp nhất thể loại không chè. Cô được mệnh danh là thánh nữ của ngành giải trí JV tại Nhật Bản. Gia nhập ngành giải trí JV kể từ năm 2002. Mặc dù năm nay đã 34 tuổi, nhưng Nozomi Sasaki vẫn đang trong giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp với nhiều giải thưởng lớn. Giải thưởng nữ diễn viên JV nổi tiếng nhất năm 2013 nằm trong danh sách những diễn viên JV xinh đẹp nhất châu Á. Nozomi Sasaki là một trong top những diễn viên JV sở hữu gương mặt lai tay vô cùng quyến rũ. Không chỉ vậy, cô còn có số đo 3 vòng ấn tượng 90, 56 và 86, thu hút mọi ánh nhìn của cánh mày râu, không chỉ trên phim ảnh mà còn cả ngoài đời.